Vậy thì tại sao bà này tự xưng là tổ chức Việt Tân sai bà ấy đến kêu tôi đi giải cứu ông Minh Tuệ? Vậy thì ông Minh Tuệ tu hành đã được bảo vệ rồi thì tại sao phải giải cứu? Tại sao phải giải cứu và phải kéo fan của tôi đi cùng với fan của ông cùng xuống đường lật đổ chính quyền là cái gì vậy quý vị? Trời quá cô ơi. Nguyễn Phương Hằng tôi nói đã quất là không trượt phát nào. Tua lại cái đoạn cô nói rằng là cô đã từng chứng kiến nhiều người bị tụi nó rủ rê và bỏ rơi. Thái độ của bà ấy, quý vị nhìn cho kỹ nè, và quý vị nghe tôi chạy. Hoàng Pháp xin gửi lời chào đến tất cả cô bác anh chị em. Xin chúc đại gia đình mình một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an bên cạnh những người thân yêu của mình nha. Sau đây em xin chia sẻ một cái đoạn video clip thông qua cái kênh YouTube Hài Hoàng Pháp. Về vấn đề xoay quanh ngày hôm nay em muốn nói đến là chị Phương Hằng và sư Minh Tuệ. Thì hai người này á, riêng về Hoàng Pháp á, chẳng hạn như chị Phương Hằng là một người á, rất là nhiều người ngưỡng mộ và chị đã giúp rất là nhiều cho những cái thành phần mà kém may mắn trong cuộc sống này. Cô đã góp phần không nhỏ nha đối với những hoàn cảnh bất hạnh cũng như tiếp tay cho chính phủ Việt Nam mình á một phần nào để lo cho đồng bào dân nghèo, thì cái điều này khỏi bàn cãi rồi. Còn sư Minh Tuệ á, Hoàng Pháp xưa nay cũng rất tôn kính. Thầy thì cũng không kém gì, tuy rằng thầy không có giúp vật chất gì cho ai, nhưng mà thầy trao một cái giá trị rất là sâu sắc đối với mỗi con người của chúng ta, làm cho chúng ta có cái tâm thiện và hiểu biết sâu sắc. Và càng ngày mình càng nuôi dưỡng được cái tâm thiện và đạo đức về mặt tâm linh, khiến cho con người chúng ta càng ngày càng được trưởng thành hơn. Nhưng mà tại sao xoay quanh ngày hôm nay có cái sự việc này? Thế nhưng mình nghĩ không phải là giữa hai người này đối đầu với nhau đâu, nhưng mà có quẩn khúc gì bên trong. Thì mời mọi người nghe đoạn video clip sau đây, rồi em sẽ phân tích theo cái sự hiểu biết của em. Mời đại gia đình nghe đoạn video clip của cô Phương Hằng chia sẻ nha. Rồi, xin mời đại gia đình cùng lắng nghe. Em sai bà ấy đến gặp tôi giao nhiệm vụ, tôi ok xuống đường lật đổ chính quyền. Vậy thì quý vị nghĩ xem nếu như tôi là một người được quý vị yêu mến, tôi đi thăm ông thầy Minh Tuệ, tôi vẫn kêu thầy là rất lịch sự nha quý vị, thì với cái sức hút của tôi đi lên trên đấy và với cái sức hút của ông thầy Minh Tuệ ràng xuống đường, có phải là phá hoại đất nước hay không, đánh vào an ninh quốc gia và phá hoại đất nước hay không? Quốc có sự không quý vị? Tôi chưa bao giờ nói sai, và hôm nay tôi đưa bà ấy ra và tôi nhờ chính quyền làm rõ, vì bà ấy nói rằng bà ấy là tổ chức Việt Tân sai đến gặp tôi để xuống đường lật đổ chính quyền. Binh đi, ai binh vào binh đi. Tôi đứng giữa trời giữa đất giữa hồn thiên sông núi này, không bao giờ tôi quay lưng lại với tổ quốc. Tuy tôi đi tù nhưng trái tim tôi luôn yêu nước thương dân. Vậy thì tại sao bà này tự xưng là tổ chức Việt Tân sai bà ấy đến kêu tôi đi giải cứu ông Minh Tuệ? Vậy thì ông Minh Tuệ tu hành đã được bảo vệ rồi thì tại sao phải giải cứu? Tại sao phải giải cứu và phải kéo fan của tôi đi cùng với fan của ông cùng xuống đường lật đổ chính quyền là cái gì vậy quý vị? Trời quá cô ơi. Nguyễn Phương Hằng tôi nói đã quất là không trượt phát nào. Tua lại cái đoạn cô nói rằng là cô đã từng chứng kiến nhiều người bị tụi nó rủ rê và bỏ rơi. Thái độ của bà ấy, quý vị nhìn cho kỹ nè, và quý vị nghe tôi trả lời nè. Đây là một nhân chứng sống, là tổ chức Việt Tân kêu bà ấy đến gặp tôi và nói rất rõ. Vậy thì ai còn binh được cứ binh, ai quay lưng với đất nước cứ binh. Tôi không có khe chuyện này, nhưng đừng nói tôi quay lưng, đừng nói rằng là tôi sợ.
Nguyễn Phương Hằng này chưa bao giờ biết sợ, nói chưa bao giờ biết chối, chơi chưa bao giờ biết chạy. Vậy thì tất cả những người đã chửi tôi, hãy nghe cho rõ và nhìn cho kỹ, tự lựa chọn. Tôi lại cho cô. Đó, đại gia đình mà nghe chắc cũng rõ rồi chứ gì. Thì em không có biết nói như thế nào, bởi trong khi sự việc ấy, nó cũng còn chưa đi đến hồi kết. Thì theo như sự nhận xét và sự hiểu biết của em, nãy giờ là chị Phương Hằng nói là không có dính gì đến Trương Minh Tuệ. Nhưng mà một số tổ chức nào đó, một số tổ chức phản động nào đó lợi dụng cơ hội, ngay cái thời điểm cao trào mà người ta ngưỡng mộ sư thầy đó theo rất là đông đó, mới cử người lại nhờ cô đưa một số người nào đó đang xuống đường đi với cái nhóm phản động đó để trà trộn vô, lợi dụng cơ hội đó. Chứ thật ra theo như mình nhận xét á, như cô, như mà Phương Hằng á, chị Phương Hằng nói nãy giờ á, thì sự việc này mình nghĩ là sư thầy Minh Tuệ không biết đâu. Bởi vì thầy tu thầy đâu có màng tới thế sự gì đâu. Mà thầy cũng không có thời gian để mà suy nghĩ tới cái chuyện đời mà, để mà thầy không có bận tâm vấn đề đó đâu. Nhưng mà đây là bên ngoài, một cái nhóm nào đó lợi dụng cơ hội này. Cô Phương Hằng nói là quốc không chịu phát nào là quốc, là quốc cái thành phần kia nghe. Theo như mình nghĩ như vậy. Còn mọi việc chưa đến hồi kết thì mình không biết như thế nào. Bởi vì theo như mình nghĩ, sư thầy Minh Tuệ và cô Phương Hằng này, cả hai đều đối với chúng ta đều có lợi chứ không ai gây bất lợi. Một người thì giúp cho mình hiểu biết gì là đạo, tâm linh, đạo đức, khiến cho chúng ta càng ngày càng trưởng thành hơn, có cái góc nhìn sâu sắc đạo đức để cho mình trưởng thành, mang lòng yêu thương đối với người xung quanh của mình, học hỏi được cái hạnh của thầy. Còn cô Phương Hằng thì đã từng giúp đỡ những người mà kém may mắn, ô giúp đỡ nhiều lắm, thì tôi khỏi nói nhiều. Và vẫn tới thời điểm này á, cô Phương Hằng vẫn quyết định một điều rằng là quốc không chịu phát nào. Nhưng mà mọi người hãy nghe cho kỹ nha, và cứ theo dõi quốc mà quốc ai, cũng như cô đã từng lên clip nói đó, quốc mà quốc ai. Đó, thì đoạn video clip này em xin chia sẻ đến đây thôi. Chúng ta cứ bình tĩnh và để theo dõi, để cho có nhìn sâu sắc hơn. Rồi, xin chào đại gia đình thân mến nha. Xin chúc đại gia đình mình một ngày mới nha, mọi điều may mắn nha. Rồi, em xin cảm ơn, xin chào.